Quay gì ạ? Ủa quay ngược lại hả? Không quay. Được, mà quay xa xa, quay nhìn gần lắm, mặt quay, mập lắm, quay, không quay, được. Quay để cho lớp hận thì nghe bên trận nó biết mà. Bên đây đang làm lại cho nó thật là luyến tiếc. Con bỏ được cái chồng đó rồi. Con mấy tuổi rồi? Rồi, chứ bỏ rồi. Ủa sao kia nó đâu có bẹn hả? Con chim cút đó con. Hôm nay tới mùng 3 Tết, toàn bộ lớp của Nga đi họp mặt lớp và sau đó tập hợp nhau đi ăn uống. Quang cảnh cái buổi ăn uống rất là đông, mọi người hầu như rủ nhau ra ngoài ăn ở ngoài quán rất là đông và món ăn đến kêu có những món cũng không còn. Đây cụ lớp trưởng của tôi đây. Cụ lớp trưởng của tôi đây. Quay. Tại cái quán cao lao mà hầu như những cái thức ăn và nước uống nó gần như nó hết. Phương, bây giờ Phương có được nói gì với tụi nó không? Nói với ai vậy? Lẫn lộn tốt gì tụi nó sẽ nghe. Của ai hả? Không, lát hồi lát tụi nó về. Đó là tụi con. Mà tụi nó là ai vậy? Thì tụi con nên con nghe này kia. Nói trong đó nó thâu ra đó. Nói gì giờ? Giờ Việt Nam đi đãi ăn mấy bạn ơi, chứ biết nói gì giờ. Rồi, bạn tôi hiền nè, vợ tôi nè. Nhỏ này hả? Bỏ đi. Ừ, vậy đó. Rồi. Đủ nè. Và